namo pad Phật na vôn na ca Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta được nghe học Phật pháp dưới sự chỉ dạy của sư phụ. Thì chúng ta là người Phật tử phải hằng niệm. Hằng niệm về giải thoát tuy rằng người Phật tử tại gia nhưng mà hằng niệm về giải thoát trong chính niệm ấy, thì chúng ta có là tứ niệm xứ chính niệm về tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp thì chùa chúng ta là bắt đầu vào tu thì sư phụ đã cho chúng ta chủ yếu về niệm tâm trong tứ niệm xứ là thân thọ tâm Pháp, thì Sư Phụ dạy Pháp cho chúng ta để chúng ta niệm tâm nhé. Niệm tâm để hằng quán chiếu tâm mình, để đoạn trừ các tâm bất thiện. Tức là chuyển sang tứ chánh cần là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện ở tâm. Và chúng ta đã thực hành như thế rất cần mẫn trong các hoạt động của chúng ta thì chúng ta lấy sự tài thí, nội thí để cho chúng ta thực hành xả bỏ cái tâm tham, thực hành giới. Chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta luôn luôn tu tập để chuyển hóa tâm. Thì với người phát tâm Bồ Đề thì lại còn phải thêm chính niệm nữa đó là thường chú vào tâm từ bi hỷ xả của đức Phật. Tức là chúng ta là người phát tâm Bồ đề thì phải chú tâm vào tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Nếu người nào hằng chú tâm vào cái niệm tâm từ thì người đó sẽ sinh ra vô lượng công đức, các quý đạo hữu ạ. Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta đang học bộ kinh Mi Tiên Vấn Áp. Thì hôm nay Yến chia sẻ với các quý đạo hữu một phần trong bài kinh, các bài kinh đã học để chúng ta áp dụng vào trong khóa tu này. Trong Tứ Chánh Cần thì Đức Phật có dạy cho chúng ta và Sư Phụ cũng hướng dẫn rất tỉ mỉ cho chúng ta. Với những thiện tâm chưa được sinh, thì làm cho sinh khỏi. Nếu những thiện tâm đã sinh, thì làm cho tăng trưởng. Nếu những bất thiện tâm chưa sinh, thì không làm cho nó sinh. Với những bất thiện tâm đã sinh, thì làm cho nó được tiêu trừ đi. Trong cái bài kinh nghi về thời gian giáo pháp tồn tại thì yến vắn tắt qua một chút bài kinh đó chúng ta đã được học ông vua minanda ông ấy hỏi đại đức la tiên là có phải là khi đức phật cho người nữ xuất gia thì đức phật có nói rằng vì cho người nữ xuất gia lên giáo pháp của ngài chỉ tồn tại được năm nghìn năm nữa, có phải không? Đại Đức Na Tiên đáp là đúng rồi. Vua Mê lại hỏi thế này, thế có phải là lúc sắp nhập diệt, Như Lai sắp niết bàn, thì Như Lai nói là nếu như chừng lào chư tỳ kheo tỳ kheo ni có đức tin đầy đủ biết thực hành giáo pháp đúng đắn của Như Lai, thì chừng ấy thế gian không mất quả vị A-la-hán có phải không? Thì Ngài Na Tiên đáp là đúng rồi. Và vua Phi-nan-đà hỏi, thế thì hai cái câu nói đó là mâu thuẫn với nhau. Các ký đạo hữu ạ. Thì Ngài La Tiên đáp rằng, ví như là một người nói rằng số tiền của tôi có thể tiêu trong hai năm nữa thì hết. Thế nhưng nếu như sau cái câu nói đó, người đó lỗ lực đi làm kiếm tiền thì liệu rằng là cái kho tài sản ấy có kéo dài được ra không? Và thời gian tiêu có lâu hơn không? Vua Minh đáp là đúng rồi. Thế và Ngài La Tiên lại nói rằng Thế nếu như người này lại không đi làm Lại tiêu pha hoang phí Thì số tài sản đó có tiêu được hai năm không? Thì vua Minanda đáp là không được Thế thì Đại Đức Na Tiên mới nói kêu không mâu thuẫn ở, ở câu nói của Đức Phật chính là chỗ khi Đức Phật nói rằng là giáo pháp của ngài nếu cho người nữ mà xuất gia tu đạo thì nó bị mất đi nó kéo ngắn đi nó chỉ còn là năm nghìn năm nữa thôi đấy là thời điểm Đức Phật nói như vậy thì duyên nó như thế tức là ngay thời điểm Đức Phật nói thì duyên nó là như vậy đấy thế nhưng nếu như mà cái lời nói này của Đức Phật mà chưa tỳ kheo tỳ kheo ni thấy như vậy liền phát cái tâm quảng đại lo no lắng giáo pháp sẽ bị diệt và cứ thế truyền nhau là phải bảo nhau tinh tấn thực hành đầy đủ đức tin với giáo pháp rồi thì thực hành giáo pháp đúng đắn thì giáo pháp sẽ kéo dài đấy các phật tử ạ Chúng ta nghe thế thế chúng ta có thấy là chúng ta có thể làm chủ được không? Làm chủ được các quý đạo hữu ạ. Nếu như không có người lỗ lực tinh tấn tu tập để chứng có quả vị A la hán thì giáo pháp của Đức Phật chỉ kéo dài được có 5.000 năm mà bây giờ đã là 2.662 năm rồi các quý đạo hữu ạ chỉ tồn tại như thế thôi còn trong kinh điển như vậy đến bây giờ và cũng sẽ còn cho đến lúc 5.000 năm Đủ 5.000 năm Nhưng nếu như không có ai thực hành nữa Thì nó sẽ kéo ngắn đi các quý đạo hữu ạ Nhưng nếu có người thực hành Thì kéo dài ra Đấy Thế thì hôm nay Yến Cũng chia sẻ và sách tấn quý đạo hữu luôn Nếu chúng ta mong muốn Vì giáo pháp kéo dài thêm nữa ra Dài nữa ra vì nếu như trong cuộc đời này chúng ta không gặp được giáo pháp của Phật chúng ta có thấy đau khổ không? Rất đau khổ. Trên chúng ta đã thực hành được một chút ít rồi. Chúng ta thấy được có sự giải thoát khỏi cái tâm tham ái của mình một chút rồi. Chúng ta đã thấy hạnh phúc lên bao nhiêu rồi, thấy nhàn đi bao nhiêu rồi, thấy an lạc bao nhiêu rồi. Thì từ cái sự thực hành của chúng ta được lợi ích như thế, chúng ta mong mỏi cho giáo pháp này kéo dài ra để cho mọi người được thực hành. Đấy là lòng từ bi, các quý đạo hữu ạ. Đấy là lòng từ bi, đấy là chúng ta chú tâm từ bi, tức là chú và tâm từ bi. Ngài La Tiên dạy thế này, giáo pháp năm nghìn năm nữa là tiêu hoại, nhưng nếu chư tỳ khiu, tỳ khiu ni cận sự nam nữ, chuyên tâm tu thiền định, thiền quán, tu tứ vô lượng tâm cần cầu sự giác ngộ giải thoát thì thời hạn kia sẽ được kéo dài. Hạnh phúc không quý đạo hữu. Hạnh phúc. Mình hạnh phúc ấy, mình hạnh phúc vì thế này các quý đạo hữu ạ. Vì mình hãy còn sống đến giây phút hiện tại biết được điều vi diệu như thế này mình biết được rằng mình sẽ đóng góp để kéo dài được giáo pháp của như lai để cho những người về sau kia được hưởng chính vì thế mà mình hạnh phúc có quý đạo hữu chính vì thế mà mình chuyên tâm tu thiền quán thiền định chuyên tâm tu tứ vô lượng tâm. Mỗi mỗi đạo hữu chúng ta chỉ cần làm cho mình sung mãn nên nên một niệm này thôi, tôi đoạn đi. Sự sân giận này tôi đoạn đi. Sự tham lam này tôi đoạn đi sự ích kỷ này là tôi đang tu thiền quán khi chúng ta có một khởi niệm bất thiện khởi nên chúng ta quán chiếu về cái niệm bất thiện đó và chúng ta khởi một cái niệm từ bi lên là tôi sẽ đoạn cái niệm tâm bất thiện này đây là tôi đang tu thiền quán Và tôi nguyện cho giáo pháp của Như Lai Kéo dài hơn nữa Cho những chúng sinh Sau này được hưởng Đó là người chú niệm từ bi tâm Phước báo từ kỷ niệm đó Cái người này hưởng không biết bao nhiêu kiếp Mới có thể hết được các quý đạo hữu ạ. Đấy là chú tâm từ bi. Các quý đạo hữu đã hiểu chỗ này chưa? Đấy là tâm quảng đại để thành tựu được ồ đề đạo quả. Các quý đạo hữu ạ, muốn tu tập thành tựu được đạo quả Bồ đề thì chúng ta phải thành tựu được các tâm có tám nguồn tâm đối xứng với nhau là tâm chính tâm tà tâm chân tâm ngụy tâm tiểu tâm đại tâm thiên và tâm viên thì chúng ta đang dùng tâm này là đại tâm khởi lên đại tâm và chính cái sự khởi được cái từng niệm từng niệm tâm này tức là từng niệm từng niệm từ bi này giúp chúng ta tinh tấn các quý đạo rất tinh tấn nếu chúng ta khởi lên cái cái tâm bất thiện chấp ngã khởi cái tâm bất thiện ác hại người ta đố kỵ tất cả cái đó chúng ta bị khởi lên cái đó thì chính cái tâm mà tâm quảng đại của chúng ta nó sẽ làm cho cái tâm kia bị thiêu dụi đi nhổ đi cái tâm kia vớt ra ngoài buông bỏ được một cách dễ dàng đấy người biết tu không phải là khó chẳng qua mình chỉ là có tinh tấn hay không thôi các quý đạo hữu ạ thế thì trong khi chúng ta đang ở đời sống tại gia này, nếu như chúng ta cứ làm cho tâm từ bi của chúng ta sung mãn lên như vậy thì trí tuệ của chúng ta khai mở và những nhân duyên tu của chúng ta lại tiếp tục tăng lên, các quý đạo hữu ạ. Yến dừng buổi chia sẻ ở chỗ này.